Hello, xin chào cả nhà. Thư viện học phách. Này, hàng chân bài đó. Này, đẹp không? Học phách kết hợp với lũa nghệ học. Ây da, lỡ một tèo. Chỉ là đẩy lên thôi nha, này đây đây không đó, bạn nào mà muốn kiếm một cái mặt một cái tác phẩm hậu phách nho nhỏ để trưng bày bây giờ này phải chấm tí keo dán lên cho đẹp đó. Bạn nào mà muốn kiếm tác phẩm trưng bày nhỏ nhỏ ít chấm bé tí thôi đó. Bấm follow mình ha. Thôi chào cả nhà. Bye bye. Quên, đây là cái mớ hộ phật của ngày hôm nay. Ngày thử thách thứ 6 vô đây thôi. Đó. Thôi chào cả nhà. Bye bye thật sự.